Hai xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Cây Cảnh Mini Giá Rẻ. Và hôm nay là ngày 14 tháng 4. Thì hôm nay con xin lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình ha. Và những cây này là những cây linh sam hạt gạo. Con mới vừa hàng này con mới vừa về bữa Chủ nhật tuần trước. Và hôm nay là thứ năm. Thì nói chung là những cây này con có cắt tỉa đồ hết rồi. Con cũng lên mã số, con giao lưu được khoảng chừng mấy chục cây rồi. Khoảng chừng 4-50 cây rồi. Đây nè, con cắt tỉa đồ lại lên mã số lại cụ thể, cây nó đẹp lắm nha. Nói chung là những cây này được chủ vườn cắt tỉa làm một cái form tàn bonsai sẵn đồ hết rồi. Thì con cũng xin nói thật sự là ở vườn con ở vị trí của con hiện tại đang làm công việc ở cơ quan quan rất là nhiều luôn, cho nên con không có thời gian cắt tỉa để lên mã số cụ thể nữa. Thì hiện tại những ở cây mà con cắt tỉa con lên giao lưu á, là con bán là giá từ 130.000 cho đến 170.000. Nhưng mà hiện tại những cây này con không có thời gian cắt tỉa nữa, nên con bán cây nó tự nhiên như thế này luôn về cô chú anh chị mình cắt tỉa ha. Nhưng mà cô chú anh chị mình cứ yên tâm, nó có cái form tàn sẵn hết rồi, mình cắt tỉa từ từ vô là nó, cô chú anh chị mình thấy cái form tàn của cái cây liền ha. Và những cây này chưa cắt tỉa hiện tại con đang giao lưu giá từ 115.000 cho đến 135.000 một cây. Thì cái giá này con lên là chưa có bao gồm phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Cái giá mà cây con cắt tỉa rồi cũng không có cộng phí vận chuyển vô cái cây luôn. Cho nên cô chú anh chị mình mua một cây cũng được, mà hai cây cũng được, rồi cộng phí vận chuyển vô thêm ha. Thì phí vận chuyển một cây á, nói chung là từ 1 đến 2 cây á, là tầm khoảng từ 30 đến 45.000 tiền phí vận chuyển thôi. Cái này là con vô cái sọt mũ luôn, con vô cái sọt mũ để bảo vệ cái chi tàn của nó luôn nha. Rồi thì những cây mà cắt tỉa rồi thì cô chú anh chị mình thấy, và những cây chưa cắt tỉa thì cũng như đây nè. Cái này cô chú anh chị mình kết nối Zalo đi, xong rồi điện lựa cây trực tiếp luôn. Còn cô chú anh chị mình nào mà không có biết kết nối Zalo nè, không có biết, nói chung là không có biết về công nghệ, thì cô chú anh chị mình tin tưởng thì cứ điện. Và cô chú anh chị mình muốn đặt cây giá từ 115.000, 120, 135 gì đó thì con sẽ lấy những cây mà cái giá tiền nó tương tự như vậy. Rồi thì những cây hạt gạo là nói chung là phơm tàn nó có hết rồi, nếu như mà không có thì nó cũng trống một hai lỗ thôi. Và những cái cây hạt gạo này gốc của nó từ ngón giò cái trở lại, đa số là cỡ ngón cái, cỡ ngón trỏ là nhiều. Và những cây này là chiếc nhánh thuần chậu được cắt tỉa từ nhỏ, cho nên cây gốc của nó không có lớn, nhưng mà cái bộ chi tàn của nó rất là đẹp ha. Nói chung là được chăm sóc từ nhỏ đến lớn á. Đây, cũng như cây này cái gốc thì bự hơn ngón tay cái tí thôi, nhưng mà bộ chi tàn nè rất là dày. Thì cái linh sam hạt gạo này con giới thiệu sơ vậy thôi, cô chú anh chị mình có yêu thích thì cứ liên hệ. Thì mặt này là mặt sau nè, người ta chừa cắt, nói chung là cắt chừa dày bít hết trơn luôn ha. Còn mặt trước là người ta cắt, người ta nhịt chừa nhìn vô cái dáng nè. Nói chung là có cắt tỉa bộ phơm tàn dáng được hết rồi. Cô chú anh chị mình có gì thì liên kết Zalo rồi điện trực tiếp xem cây. Rồi ở vườn con hiện tại là còn ngoài linh sam hạt gạo này ra thì con còn sam trái. Sam trái đây, đây là những cây sam trái. Và hiện tại nó đang có trái này ha. Cái hàng sam trái này là con được con dăm nhánh và quắn một cái cây bonsai mini về ép những cái chậu mini á ha. Và hiện tại vô cái chậu bự thì nhìn cái cây nó rất là khập khiễng, nó không có da hình da dáng gì hết. Nhưng mà cô chú anh chị mình khi về á, mình lên lại cái chậu nhỏ thì cây nó sẽ rất là đẹp ha. Mình vô lại cái chậu nhỏ thì cây nó sẽ rất là đẹp. Con dăm nhánh là dăm từ một cái nhánh chút xíu vậy nè cô chú anh chị, xong rồi nó lớn lên rồi mới uống được những cái con gác quái như thế này. Đây nè, xong rồi mới uống được con gác quái như thế này, chứ cái cây mà bự vậy rồi mà uống là nó gãy nha cô chú anh chị. Hiện tại là đang ra lá nè, đang ra lá non lại, đang nhú mầm lại. Và những cây sam trái này con đang giao lưu giá 75.000 nha cô chú anh chị, 75.000 ha. Giá thì cũng hơi căng. Rồi, ngoài cái linh sam đó ra thì ở vườn con hiện tại còn đang giao lưu hai loại cần thăng, một loại nhỏ và một loại lớn. Thì những cây cần thăng này con đang giao lưu với giá là 65.000 một cây. Thăng của nó thì cỡ cây viết mực thôi, nhưng mà được quắn cái bộ rễ cực kỳ quái luôn. Quắn cái bộ rễ cực kỳ quái luôn ha. Chi tàn thì chưa có đụng chạm gì hết,
về cô chú anh chị mình cắt tỉa và uốn lại một cái cây bonsai dáng đổ hoặc là dáng quái theo ý thích của chính mình. Rồi, đây là nói về cằn thăng, nó 65.000 một cây. À, cằn thăng loại cắt tỉa và vô gây gòi cũng là loại 65.000 luôn nha. Hàng này là hàng nhỏ. Ừ. Này cũng 65.000 luôn, gốc quái. Và sát một bên màn hình, đây là những cây cằn thăng loại 150.000 một cây. Thì hàng này con có lên mã số cây cụ thể hàng ngày. Cô chú anh chị mình bấm qua kênh Bonsai Mini TNCT để theo dõi nha. Và những cây này con giao lưu giá 150.000 một cây, cũng được quấn gốc quái. Cũng được quấn gốc quái nha. Đó. Này nữa nè. Nói chung là cây nào cũng quấn gốc quái, củ quái hết. Và giá thì cũng rất là mềm, chỉ có 150.000 một cây thôi. Và nếu như cô chú anh chị mua từ 2 cây là 300.000, con sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó. Rồi, ngoài cái cây cằn thăng nó ra thì con còn có sam hương. Thì những cây sam hương này hiện tại ở vườn con đang giao lưu với giá là 35.000 một cây. Nếu như cô chú anh chị mua từ 10 cây là 350.000, con bao luôn phí vận chuyển nha. 10 cây là 350, con bao luôn phí vận chuyển. Ừ. Những cây này là được con cắt nhánh và nói chung là chiết nhánh và dăm lại trên miếng mướp để tạo một cái bộ chi tàn, tạo một bộ rễ đế mà 24 giờ ấy ha. Đó, và được cắt tỉa làm đầu lại, cắt tỉa làm cái đầu lại nè ha. Rồi thì cô chú anh chị mình yêu thích sam hương với giá là 35.000 một cây, mua 10 cây là 350.000, được bao ship và tặng thêm một cây, thì liên hệ con qua số điện thoại là 0868 662236 ha. Cây hiện tại đang rất là xanh tươi và rất là tốt, rất là đẹp. Rồi, ngoài những cây sam hương này ra, còn có những cây phôi song hinh giá 230.000 một cây. Và những cây linh sam siêu bông, rồi hồng ngọc mai, rồi phôi linh sam song hinh. Phôi này thì giá từ 150.000 một cây trở lại. Nói chung là con rất là nhiều cây kiểng bonsai với giá rẻ để cô chú anh chị mình tập chơi, có thể tiếp cận dễ dàng ha. Và cô chú anh chị mình muốn giao lưu thì liên hệ con qua số điện thoại là 0387849762 hoặc là 0868662236. Đó, nói chung là hai số đó cô chú anh chị mình liên hệ số nào cũng được. Và đây là linh sam 86, giá 65.000, hiện vườn con đang giao lưu ha. Và những cây này á thì thật sự là lá hiện tại là nó hơi vàng, tại vì cô chú anh chị mình dòm cái bộ cái gốc nữa nè, dòm cái bộ rễ nữa nè. Rễ thì rất là ít, rất là nhỏ. Đó, bộ chậu thì nói chung là hiện tại rất là nhỏ, còn bộ chi tàn thì quá là to. Hàng này là linh sam 86 loại 65.000, về cô chú anh chị mình cắt ra, nói chung là tách ra được 2 đến 3 cây, rồi xong mình vô chậu lại, mình bón phân đồ lại, cây nó sẽ phát triển xanh lá đồ lại ha. Hàng này là do con còn 1.000 mấy chậu nữa, con không có chăm sóc nổi nên con bán luôn. Nó 65.000 một cây, nếu như cô chú anh chị mua 5 cây là 350.000, con bao phí vận chuyển nha. Ừ, hàng linh sam 86, cái này là giải tí phân vô nữa là nó xanh tươi lại liền, không có vấn đề gì hết. Rồi, con cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem và ủng hộ con trong thời gian qua. Và con lên video này thì nói chung là cũng giới thiệu sơ sơ một số cây rồi. Và cô chú anh chị mình có thích những cây kiểng bonsai mini thì cứ kết nối Zalo với con, rồi mình giao lưu ha, giá rẻ lắm. Cô chú anh chị mình về mua chừng 3-4 cây rồi về đủ chơi rồi. Đó, 3-4 cây thì giá chỉ có là 200 mấy 300 ngàn thôi. Đó, mình có những cây kiểng bonsai mini về mình uống chơi cô chú anh chị. Rồi thôi, con xin mến chào cô chú anh chị nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video tới giờ phút này. Rồi con xin mến chào và con xin tạm biệt cô chú anh chị ạ.